À, vậy thì ung thư vòm họng là bệnh lý như thế nào và sự nguy hiểm ra sao thưa bác sĩ? À, chúng ta biết rằng là đối với ung thư vòm họng, ung thư vòm họng thì làm một loại bệnh mà ung thư xảy ra ở vòm họng, tức là ở phần trên họng và phía sau của mũi và bệnh này thuộc dạng hiếm của cái tình trạng như là ung thư đầu mặt cổ và thường xuyên xảy ra ở những cái vùng ví dụ như ở đông nam á chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng là đấy là cái dấu hiệu chúng ta hay 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 gặp vâng. tuy nhiên là một số trường hợp mà chúng ta thấy rằng ừm, cái những triệu cái chứng ở, ở ung thư vòm họng có thể người ta trải qua nhiều giai đoạn vâng. có thể những giai đoạn đầu À, là giai đoạn sớm thì trong những giai đoạn sớm đấy chúng ta thể là cái triệu chứng nó không rõ ràng rất là khó phát hiện ở giai đoạn thứ hai là giai đoạn trung gian và giai đoạn thứ ba là giai đoạn cuối và tất nhiên giai đoạn này sẽ nặng nề hơn Đã. với cái triệu chứng của ung thư vòm họng thì chúng ta thấy rằng là có những khối u ở mũi hoặc là ở cổ và có máu ở trong nước bọt hoặc là có dấu hiệu đau họng hoặc có triệu khó thở chảy máu mũi hoặc là dấu hiệu ngạt mũi Đã. hoặc là những cảm giác như là mất thính thính lực Đấy. hoặc là thường xuyên có những dấu hiệu như nhiễm trùng tai hoặc là nhức đầu Đấy. tuy nhiên là cái triệu chứng của viêm họng và triệu chứng của ung thư vòm họng ấy, thì ở cái giai đoạn đầu thì thấy rằng là nó có nhiều cái triệu chứng nó 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 giống như nhau Đấy. tuy nhiên là đối với ung thư ở vòm họng thì sau đó nó hoàn toàn khác và đối với cái trường hợp mà viêm họng thì hoàn toàn khác tình trạng như là viêm họng thì có thể bệnh nhân thường bị cả hai bên của họng nhưng đối với tình trạng như là ung thư vòm họng thì thường là bị một bên vâng